Những khối gạch này trông giống như phiên bản lớn hơn của các miếng xếp hình Lego dành cho trẻ em. Chúng là loại gạch được làm từ nhựa nhân tạo do một công ty khởi nghiệp ở Đức phát minh với hy vọng sẽ cách mạng hóa ngành xây dựng. Công ty Polycare ở thành phố Sulm, bang Thuringia của nước Đức cho biết các khối xây dựng bền vững của họ cung cấp một giải pháp thay thế cho các vật liệu xây dựng tiêu chuẩn. Điều đáng chú ý là chúng đều có thể tái chế và có thể được tháo rời và xây dựng lại ở nơi khác thành một thiết kế mới. Động lực thôi thúc chúng tôi làm ra sản phẩm này xuất phát từ sau thảm họa động đất ở Haiti năm 2010, khi những người sáng lập công ty chúng tôi nghĩ về cách chúng tôi có thể thay đổi hoàn toàn quy trình xây dựng và cho phép mọi người tự xây nhà bằng các sản phẩm địa phương. Các khối gạch này không chỉ dễ dàng mang vác, chúng cũng không cần vữa hoặc keo. Chúng được ráp với nhau bằng các thanh ren dài và các khối được giữ với nhau bằng neo vòng. Đó là lý do tại sao việc xây dựng cực kỳ đơn giản. Nó không yêu cầu bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào và bạn cũng có thể tháo dỡ lại tòa nhà nếu muốn. Điều này tạo ra một sản phẩm rất sinh thái, không yêu cầu sơ đồ mặt bằng cụ thể. Bạn có thể tùy chỉnh hoặc thay đổi nó sau. Theo anh Kunzman, gạch xây dựng của Polycare có các chất kết dính thay thế xi măng thông thường. Họ dùng cả cát địa phương để sản xuất gạch. Công ty Polycare đã xây dựng khoảng 100 ngôi nhà ở Namibia. Họ cũng đã mở cơ sở sản xuất thứ hai tại quốc gia này vào mùa hè năm 2019. Chúng tôi cần cực kỳ ít vật liệu cho một khối gạch xây dựng kiểu này. Trong tay tôi là khối gạch nhỏ nhất mà chúng tôi sản xuất và nó cần ít hơn 75% nguyên liệu xây dựng thông thường. Lý do chính là vật liệu của chúng tôi cứng hơn tới 5 lần so với bê tông thông thường, cho phép chúng tôi tính toán làm ra các khối gạch này một cách rất kinh tế. Hệ thống vật liệu và xây dựng của Polycare phù hợp cho các vùng khô hơn, vì tại những nơi có độ ấm và độ ẩm cao sẽ đòi hỏi chi phí cao hơn để giữ cho nguyên liệu khô. Chúng tôi sử dụng các chất kết dính khác nhau và tiến hành rất nhiều nghiên cứu cũng như đổi mới. Các chất kết dính này thay thế xi măng cho phép chúng tôi tìm ra các giải pháp kỹ thuật khác nhau để tạo ra vật liệu xây dựng. Bằng cách đó, chúng tôi tìm ra được các giải pháp bền vững hơn. Chúng tôi cần luôn xem xét về công thức sản xuất ra sản phẩm tại mỗi địa phương khác nhau. Khi thâm nhập vào một thị trường như Namibia hoặc Nam Phi, chúng tôi luôn tìm thấy các loại cát khác nhau và chúng tôi cần hiểu về cát ở đó, thành phần của cát, tìm mọi cách để ra được công thức phù hợp cho khối gạch sản phẩm. Polycare nhìn ra mô hình kinh doanh phù hợp là cung cấp các nhà máy được xây dựng bằng chất liệu gạch đặc biệt và linh hoạt này và có thể bán các bộ dụng cụ xây dựng trong tương lai. Tôi tin rằng hệ thống của chúng tôi được thiết lập theo cách cho phép quá trình xây dựng diễn ra nhanh chóng. Căn nhà chúng ta đang đứng đây được xây mới hoàn toàn, không đổ bê tông xi măng, kể cả phần móng. Bạn biết rằng đổ bê tông xi măng thì cần khoảng 28 ngày mới khô. Đến lúc đó, tòa nhà của chúng tôi đã được xây xong từ lâu. Việc xây dựng khung nhà, phần thô, tường bao quanh diễn ra rất nhanh chóng. Một tòa nhà có kích thước như thế này với diện tích 100m² chỉ cần xây trong có một tuần. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, một ngôi nhà tiêu chuẩn được xây dựng bằng vật liệu này ở Namibia có chi phí xây dựng khoảng 31.000 euro, tương đương 850 triệu đồng. Và Polycare còn mong muốn tối ưu hơn nữa sản phẩm của mình. Chúng tôi đang xem xét vật liệu nào tạo nên phiên bản bền vững nhất và tiết kiệm chi phí nhất cho các khối gạch xây dựng của chúng tôi để có thể hoạt động một cách kinh tế và bền vững cùng với các đối tác địa phương. Chúng tôi tìm đến các giải pháp khác nhau, không chỉ xem xét nhiều loại cát mà còn tìm hiểu các dòng chất thải công nghiệp mà sau đó chúng tôi sẽ sử dụng làm chất bổ sung cho các khối gạch xây dựng của chúng tôi.